Đúng rồi này rồi. Xong. Giờ đâu từ bán kết giữ trên vô dòng hai bóng đáng là ấy ấy về luyện lại. Ôi trời ơi, ao. Còn đấy nhiều, còn nhiều. Yeah.
tuấn mà ra nó không thật nhá. Kết quả đôi Linh Cương thắng đôi Dũng Tùng Phong Cái. Linh Cương hoàn mỹ. Đã vào chung kết quá, lúc kết quả mình dẫn nhiều anh vội, anh vội. Đọc lên xong rồi nhưng mà trước phương cửa thiên đường anh vội quá. Không thế. Nó phải thế mới kịch tính. Nó phải thế, thế mới kịch tính. Không ăn sướng được. Nó mà kịch tính. Đằng sau Linh đánh hay quá. Linh hay quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.